Hôm bữa bạn đã làm một cái đề tài về quản lý chất lượng đúng không? Về các bước, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, 5, bước 6. Đúng rồi. Một xây dựng gì quản lý chất lượng toàn diện vậy đúng không? Dạ đúng Nhóm rồi một. ạ. Đúng rồi, giờ bây giờ tôi chỉ quan trọng quy trình này thôi chứ phần lý thuyết bạn nói dài lắm. Dạ. Rồi tôi sâu cho bạn nói nè. Thưa thầy, là về sơ đồ ngữ cảnh thì bộ phận quản lý sẽ xây dựng các tiêu chuẩn về sản phẩm, sau đó sẽ kiểm tra chất lượng, sau đó là đưa ra kết quả kiểm tra và đưa đến cho nhân viên. Về sơ đồ DFD thì nhân sự sẽ xây dựng các tiêu chuẩn, sau đó kiểm tra chất lượng. Ở đây thì nó sẽ làm phiếu kiểm tra, sau đó đánh giá, cuối cùng là ra được kết quả. Sau đó là đưa kết quả này cho đến nhà quản lý và nhân viên ạ. Chị em xin hết ạ. Bây giờ nha, về mặt kỹ thuật nha, các bạn đếm nè, 1, 2, 3, ở đây có 1, 2, ở đây ngữ cảnh các bạn có 2 thôi, gì mà nữa. Đây, ngữ cảnh các bạn có 2 dòng thông tin vào và ra, nhưng mà khi mà phân rã ra các bạn có tới 3 dòng thông tin vào và ra, như vậy là sai về mặt kỹ thuật ha. Thứ hai là ở trên là phòng quản lý chất lượng, ở đây là nhân sự, bộ phận quản lý, nó còn lại cứ nghe là bộ phận quản lý chất lượng, ở đây là nhân sự, rồi quản lý là nhân viên đúng không, ở đây là cho nhân viên không có quản lý đâu hết, tòi ông ra quản lý nào đâu ra đây. Nên vậy là cái đầu tiên là các bạn không đúng kỹ thuật, cái thứ hai là mức độ của bạn nó hơi bị sơ sài. Tôi nghĩ là các bạn đang thiết kế nó một trong một khoảng thời gian nó khá ngắn, các thông tin của bạn cũng chưa được cung cấp cho trên này, sai mặt kỹ thuật. Các bạn vào thi mà làm thế này là rất khó cho tôi, để cho tôi chấm điểm các bạn, bởi vì nó sai về mặt kỹ thuật và nội dung thì mang rất là mơ hồ, thì các bạn không cung cấp gì hết. Kiểm tra chất lượng, đánh giá, kiểm tra kết quả. Bước 1.0 kiểm tra chất lượng để nhằm cái gì? Nhóm nào? Ủa, sự im ré rồi. Có nghe tôi nói gì không? Nó có đẹp đẹp chất lượng hay là chưa? Sao sao sao? Chưa. Em có bực mất em nói đàng hoàng đi, sao tôi nghe không rõ, em nói lại đi. Ở thích tôi nghe mọi chuyện chưa? Thì nghe chưa thầy? Chưa, rồi nghe rồi, nghe rồi, nói đi. Cái sai phạm á, cái nguyên nhân gây ra lỗi, sau đó là mình tìm kiểm tra coi cái sản phẩm đó đạt chất lượng hay là chưa. Tôi đang hỏi quá trình 1.0 để làm cái gì? 10.0 Tôi đang show cái màn hình của tôi cho các bạn. Quá trình 1.0 để làm cái gì? Là cái nhân sự sẽ kiểm tra chất lượng sẽ
đưa ra cái tiêu chuẩn đánh giá. Phòng nhân sự sẽ đưa ra các tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng hả? Đúng không? Tôi đồng ý bạn không? Người kiểm tra chất lượng. Là sao? Bây giờ hỏi lại các bạn nha. Bây giờ các bạn đang kiểm tra chất lượng về sản phẩm hay là về nguyên vật liệu hay là về con người? Thưa thầy là về sản phẩm. Về sản phẩm hả? Đúng không? Tôi đúng với bạn không? Em đừng tắt cái mic. Em cứ để cái mic ở đây, em cứ trao đổi với tôi bình thường. Em đừng có tắt mở, tắt mở. Nếu như mà bởi vì cái bảng chữ kiểm tra chất lượng này này, bạn dùng nó đúng, tôi bản chất cái chữ kiểm tra chất lượng nó bao hàm cả cái này luôn à. Nên vậy cái bước một là trong cái này á, đó là không phải là kiểm tra chất lượng à, mà là nếu như mà các bạn ở đây đưa vào mà phòng nhân sự này cũng không đúng à. Thông thường nếu như mà để mà đánh giá chất lượng ở đây thì lúc này thì là phải do bộ phận, nếu như bạn theo quan điểm của bạn à, phải là bộ phận KCS. KCS là kiểm tra chất lượng sản phẩm cho một công ty, họ sẽ đảm nhiệm cái công việc này à, không phải là phòng nhân sự. Phòng nhân sự chả có liên quan trong này. Phòng nhân sự chỉ đến quản lý bằng con người thôi, còn kiểm tra chất lượng đó là phòng KCS hoặc là phòng QC. Một số công ty nó gọi là phòng QC, gọi là quality control à, thì nó mới đảm nhiệm hai cái việc này. Mà bước một á, đó là gì? Thông báo kiểm tra. Nếu như mà kiểm tra thì kiểm tra chất lượng sản phẩm nó sẽ có hai loại. Loại thứ nhất là kiểm tra định kỳ. Định kỳ, ví dụ như một ngày sản xuất bao nhiêu sản phẩm thì tôi lấy ra bao nhiêu sản phẩm tôi kiểm tra ngẫu nhiên. Còn cái loại thứ hai là kiểm tra gọi là ngẫu nhiên, hay là được gọi là kiểm tra đột xuất á. Kiểm tra đột xuất thì này thường thì nó ví dụ như là khi mà có đợt kiểm tra gì đó vân vân. Còn bình thường thì nó là kiểm tra định kỳ trên quy trình sản xuất luôn, đúng không? Thì như vậy thì cái quy trình của bạn nó là theo tôi hiểu là kiểm tra định kỳ này, kiểm tra định kỳ sản phẩm. Nên vậy bước số 1, bước số 1 của bạn phải là gì? Thứ hai là kiểm tra định kỳ. Không phải, bước số 1 phải là xây dựng tiêu chuẩn, xác định tiêu chuẩn. Bởi vì một ngày á, ví dụ như tôi sản xuất cái viết thôi, riêng một sản phẩm viết thôi, thì một ngày tôi có sản xuất viết bi, viết long, viết ấy, đúng không? Thì đầu một buổi kiểm tra thì tôi phải xác định là hôm nay là sản xuất cái gì, đúng không? Để tôi xây dựng cái tiêu chuẩn của tôi xác định những cái tiêu chuẩn tôi phải đánh giá, đúng không? Tôi chuẩn bị cái tài liệu để chuẩn bị tôi đánh giá. À vậy thôi, các bạn ví dụ như trước khi đi học các bạn phải biết được hôm nay học môn gì, học ở đâu để bạn đi học, đúng không? Sau đó bước bước thứ hai là bước đánh giá. Đánh giá xong rồi các bạn mới cho ra kết quả. Kết quả này sẽ báo cáo cho người quản lý, đúng không? À, gửi cho quản lý nhân viên thì nhân viên này cũng 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 có thể cung cấp nhưng mà nó không quan trọng, đúng không? Nhưng mà thường sẽ báo cáo cho nhà quản lý. À, trong báo cáo cho nhân viên này là trường hợp mà ví dụ như kết quả mà có vấn đề hoặc là nó bị hư hỏng hoặc là gió thì mới báo cho nhân viên thôi. Còn bình thường là họ sẽ báo cho người quản lý. À. Ở bạn hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Và cái bước đầu tiên không phải là từ nhân sự nha các bạn. Rồi bạn về nhà suy nghĩ xem thay giữ nhân sự nào bằng cái gì.
À, như vậy là tôi xong phần tôi sửa tất cả các bài của nhóm rồi, có nhóm nào tôi chưa sửa không? Nếu như mà chưa có nhóm nào chưa sửa thì cũng đành xin lỗi thôi, bởi vì chúng ta cũng hết thời gian hết thời lượng môn học rồi. Thì hy vọng là nhóm nào cũng đã được trình bày cái bài của nhóm mình, và như vậy hôm nay chúng ta sẽ kết thúc môn học. Thì sắp tới thì chúng ta sẽ thi, sau chắc khoảng 2 tuần chúng ta chắc là sau khi cách ly xong chúng ta sẽ thi đấy. Thì khi mà thi thì tôi yêu cầu các bạn là không phải học thuộc lòng bất cứ một cái gì hết, và cũng không nên thi, cũng không cần cái copy bài của bất cứ ai. Và tôi sẽ yêu cầu các bạn những cái kiến thức mà đòi hỏi cái sự suy luận và cũng như sự suy nghĩ của các bạn, và tôi sẽ lấy có thể từ 1 đến 2 bài báo cáo của các nhóm để tôi ra làm đề thi. Nên các bạn nên lấy tài liệu của các nhóm và xem cách thức tôi đã sửa như thế nào, hoặc là các bạn về nhà để tham khảo thêm, để trong trường hợp là lỡ mà tôi có ra đề thì có cái mà ngồi mà nghĩ, chứ không lại mất công lại vào phòng thi. Ủa sao tại sao tôi lại ưu ái cho nhóm 1 mà không ưu ái không lấy đề của nhóm 2, mà không phải là lấy đề của nhóm 13. Thì như vậy thì các bạn sẽ cảm thấy mình bị bất công, nhưng mà tôi sẽ chọn ngẫu nhiên nha, ngẫu nhiên một số nhóm tôi ra đề. Các bạn có yêu cầu hoặc là có thắc mắc gì không các bạn? Im lặng dữ trời. Bây giờ thì các bạn có thể hỏi, và nếu như các bạn chưa nghĩ ra thì trong khoảng thời gian trước khi thi các bạn có thể gửi email thì tôi sẽ giải đáp, hoặc là gửi Zalo, hoặc gọi điện. Để thôi đừng có gọi điện mà gửi Zalo đi, tôi có Zalo, họ muốn biết Zalo tôi hỏi bạn nguyên lớp trưởng á, thì có thể liên hệ với Zalo để mà hỏi tôi sẽ trả lời các bạn. Còn sau khi thi rồi thì thôi, mọi chuyện ván đã đóng thành thuyền thì chắc cũng không còn gì để mà nói chuyện nữa. Nên trước khi thi thì có gì thắc mắc khúc mắc thì các bạn cứ liên hệ hỏi nha. Được rồi, như vậy thì hôm nay chúng ta kết thúc môn học tại đây, và chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn khi các bạn tốt nghiệp. Rồi, chào tạm biệt các bạn.